Thưa quý vị, vinh dự là lớp thanh thiếu nhi sinh ra trên mảnh đất Cao Bằng, nơi thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Các thế hệ đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiếp nối truyền thống 82 năm thành lập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cách đây 82 năm, vào ngày 15 tháng 5 năm 1941, dưới chân núi Pò Đoi, Thong Mạ, thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Hội Nhi đồng Cứu Quốc, nay là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập với 5 đội viên do anh Nông Văn Dền, bí danh là Kim Đồng làm đội trưởng. Cũng từ đó, đội thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Đội viên thiếu niên tiền phong, thiếu nhi Việt Nam trải qua 82 năm truyền thống ngày càng sáng rọi. Hội đồng đội tỉnh đã nâng cao chất lượng các nội dung, phương thức hoạt động đội, bám sát tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của thiếu nhi. Tại Liên đội trường Tiểu học Hợp Giang, thành phố, các hoạt động đội ngày càng được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo đội viên thiếu nhi tham gia. Công trình không gian đọc sách và tương tác hoạt động đội mang đến cho các em một sân chơi lành mạnh, đồng hành cùng các em trong học tập, rèn luyện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Tủ sách đã đem lại những lợi ích và những kiến thức. Đồng thời đây là không gian để sinh hoạt đội và nơi để đọc sách. Ở trong tủ sách thường là có truyện tranh hoặc là những kỷ niệm của Bác Hồ đi công tác xa. Với 20 chi đội và trên 700 đội viên, Liên đội trường Tiểu học Hợp Giang đã xây dựng các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong liên đội, duy trì các phong trào kế hoạch nhỏ, đôi bạn cùng tiến, giúp các em có thêm sân chơi, môi trường rèn luyện. Trên 90% đội viên thiếu niên nhi đồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường Tiểu học Hợp Giang thu hút được đông đảo các bạn đội viên thiếu niên nhi đồng tham gia. Và trong hoạt động thì luôn luôn được các cấp bộ đoàn cấp trên tích cực quan tâm, chỉ đạo để đổi mới các phương thức, hình thức tổ chức các hoạt động đội sang nhi đồng trong nhà trường và thu hút được đông đảo các bạn đội viên thiếu niên nhi đồng. Trong năm vừa qua, nhà trường đã có rất là nhiều hoạt động tham gia các cái sân chơi và đổi mới hình thức cho các em học sinh tham gia bằng các cái video clip cũng như là các cái cuộc thi vẽ tranh và đạt được rất là nhiều giải thưởng cao trong tỉnh cũng như là đạt cấp toàn quốc. Và vì thế mà chất lượng các bạn đội viên thiếu niên nhi đồng tham gia các cuộc thi cũng ngày được một nâng lên. Đội thiếu niên tiền phong, thiếu niên nhi đồng trên quê hương cách mạng Cao Bằng đã và đang nỗ lực thi đua rèn luyện thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu. Thông qua các phong trào nghìn việc tốt, nói lời hay, làm việc tốt, đã xuất hiện nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể điển hình trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giáo dục thiếu nhi về ý thức, đạo đức và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẻ chia cùng cộng đồng. Toàn tỉnh đã có 1.594 chi đội, 256 liên đội tổ chức sinh hoạt đội, sao nhi đồng với chủ điểm nghìn việc tốt triệu niềm vui. 77 liên đội có hoạt động tổ chức cho thiếu nhi tham gia hành trình đến với các địa chỉ đỏ. 6.614 cá nhân và 1.101 chi đội được tuyên dương thành tích trong thực hiện phong trào nghìn việc tốt cấp liên đội. Có 8 em thiếu nhi tiêu biểu được tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt cấp trung ương. Toàn đội đã kết nạp được 4.416 đội viên mới, nâng tổng số đội viên toàn tỉnh lên 44.736 đội viên. Năm học 2022-2023, các cấp bộ đoàn đội trên toàn tỉnh đã phối hợp trao tặng được trên 2.273 suất quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của các em học sinh tại những điểm trường khó khăn, phối hợp xây dựng một điểm trường, một công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội, hai sân chơi thiếu nhi với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Các mặt công tác đội và phong trào thiếu nhi đã có nhiều điểm nhấn. Trong đó thì phát huy truyền thống 82 năm của Tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới thì Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng và các tổ chức cơ sở đội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung một số cái nhiệm vụ phương hướng trọng tâm. Trước hết thì là Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung triển khai thực hiện phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Thứ hai thì Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung quan tâm chăm lo cho đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại địa bàn các huyện mà có vùng biên giới thiếu nhi dân tộc thiểu số ít người.
Thứ ba thì chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu, thiết kế, tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao năng lực số cho thiếu nhi, gắn với việc là thiết kế nhiều cái mô hình để phát huy vai trò và quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Và thứ tư, chúng tôi sẽ tập trung cho việc thực hiện tốt công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trong đó cái điểm trọng tâm là sẽ tập trung bồi dưỡng cho lực lượng phụ trách thiếu nhi trong khối trường học và địa bàn dân cư, rồi quan tâm chăm lo và nâng cao chất lượng lực lượng chỉ huy đội tại các liên đội. 82 mùa hoa lớn lên cùng đất nước, nối tiếp truyền thống của hàng triệu đội viên thiếu niên tiền phong năm xưa, một thế hệ đội viên mới ra đời, giàu ý chí và nghị lực, say mê học tập và lao động, ra sức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng đội ngày càng vững mạnh.